Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Trời Chó Ruby Channel. Ngày hôm nay chúng ta cùng nói chuyện về cái vấn đề con chó Rottweiler dòng đại. Thì rất nhiều người mới tìm hiểu về cái giống Rottweiler này thì bị vướng ở cái vấn đề Rottweiler dòng đại, dòng tiểu, dòng chung. Thì đầu tiên câu chuyện mà chúng ta nói ở đây là cái con Rottweiler dòng đại và con Rottweiler thuần chủng là hai con chó khác nhau. Đấy là vấn đề thứ nhất. Rottweiler dòng đại không phải là Rottweiler thuần chủng. Thế thì cái con Rottweiler dòng đại nó là con chó như thế nào? Và nguồn gốc của nó là từ đâu? Sơ qua một chút, Rottweiler dòng đại thì thường thường người ta hay gọi với cái tên khác là rốt tàu. Gọi nó là rốt tàu là bởi vì cái con Rottweiler dòng đại là một cái cách gọi khác thôi. Nó được du nhập về Việt Nam từ bên Trung Quốc và nó sinh ra cái giống này cũng ở trên đất Trung Quốc. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh một chút giữa Rottweiler dòng đại và cái Rottweiler thuần chủng, xem nó có khác nhau nhiều không, giúp cho các bạn mà mới tìm hiểu về cái giống chó này, chúng ta sẽ có một cái sự phân biệt được giữa rốt tàu, rốt thường gọi là rốt dòng đại và rốt thuần chủng. Thì mời các bạn cùng xem. Đây là hình ảnh của con Rottweiler dòng đại mà mọi người vẫn gọi. Thì Rottweiler dòng đại mặt nó nhăn, mép xệ. Còn đây là hình ảnh của con Rottweiler thuần chủng. Chúng ta so sánh cho con. Còn đây là chó trưởng thành, Rottweiler dòng đại và Rottweiler thuần chủng. Qua cái hình ảnh so sánh thì các bạn thấy giữa hai cái giống Rottweiler dòng đại thường gọi và Rottweiler thuần chủng nó khác biệt nhau rất nhiều. Thứ nhất là nó khác biệt nhau về cái khuôn mặt là rất là dễ nhìn. Ở cái điểm là cái con Rottweiler dòng đại nó mặt nó nhăn hơn nhiều, mép xệ, mặt nhăn. Trước tiên theo cái quan điểm từ trước đến giờ là con Rottweiler tàu, con Rottweiler tàu mặt nhăn, nó là lai giữa giống Mastiff, là một cái giống chó ngao của Ý. Tên của nó thì dài lắm, một chút nữa các bạn xem cái tên của nó ở trên hình. Và giống Rottweiler thì người ta có thể là người ta lai tạo nhiều lần để cho nó sinh ra cái giống này. Đây các bạn cùng xem cái giống ngao Ý Mastiff. Đây là con một con Mastiff trưởng thành. Giống Mastiff này thì cân nặng khi trưởng thành của nó từ 60 đến 70 cân. Còn chó con của nó thì đây các bạn vừa xem rồi. Người ta nói là giống Mastiff này kết hợp với lại giống Rottweiler thì nó ra giống rốt tàu. Thì dường như nó vẫn thiếu một cái gì đấy trong cái gương mặt của con rốt tàu. Thì giống Sabi nó bù được cho cái việc ấy. Đây là hình ảnh của một con Sabi khổng lồ. Ở Việt Nam thì chúng ta chỉ nuôi size trung bình giống chó này thôi. Đây là những cái hình ảnh các cái con Sabi ở Việt Nam. Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã nói với nhau về cái nguồn gốc của giống rốt tàu mặt nhăn.
Các bạn có ý kiến gì thì bình luận ở bên dưới video nhé. Nếu mà có một cái bạn nào đấy mà mua nhầm, các bạn định mua chó Rottweiler thuần chủng, nhưng bởi vì cái sự tìm hiểu của mình nó chưa kỹ, cho nên là mình đã mua con rốt tàu về mình nuôi, thì cá nhân mình nghĩ là các bạn nên tiếp tục nuôi và chăm sóc thật là tốt cho cái con chó mà các bạn đã nuôi. Bởi vì bản thân cái việc chúng ta nuôi chó ở cái trong cái sở thích đam mê đi, là bởi vì chúng ta thích. Nếu bạn mua được một con chó thuần chủng, có thể bạn sẽ thích hơn. Nhưng bạn đã mua một con rốt tàu mặt nhăn về và bạn cũng thích nó, thì bạn hãy tiếp tục thích nó. Còn bạn yêu thích cái giống Rottweiler thì trong có thể là trong những cái lần tiếp theo bạn sẽ tìm cho mình một cái con rốt thuần chủng để thỏa mãn cái niềm yêu thích cái giống chó này. Sau đây thì Trại mời các bạn ngắm một vài cái hình ảnh của cái đàn chó con gần đây nhất của Trại ngắn nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Các bạn có góp ý gì thì chúng ta để lại bình luận ở dưới video nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để xem các cái video tiếp theo của Trại. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.